bộ sofa combo Indochine giao Yashiba ở quận nhất. Ghế này gọi là ghế Chinoy Seri, toàn bộ làm khung bằng khung ghế gỗ tầng bì hay còn gọi là gỗ ác. Còn đây là ghế trường kỷ Indochine, các qua văn đục chạm theo phong cách tân cổ điển. Đây à. Đây là ghế đôn ba, ghế ba không tựa mẫu Louis. Còn đây là ghế lười Indochine, đây là cái bàn sofa, cái này là làm theo yêu cầu của khách. Bộ sofa này có sẵn số lượng lớn tại xưởng, chỉ cần anh chị chọn màu sơn, màu vải hoặc là màu simili, bên xưởng sẽ làm theo cầu. Các quầy văn đục CNC, toàn bộ khung ghế là bằng gỗ tầng bì chứ không có pha dán ép à. Đây là cái ghế trường kỷ bằng dài 2m2. Khi anh chị đặt hàng mẫu mã, bên xưởng sẽ làm theo mẫu theo cầu của anh chị. Toàn bộ khung ghế và ghế lười là đóng may mắc cáo nhựa theo yêu cầu của khách à. Rồi, anh chị xem qua video, nếu thấy hàng ok, hàng mình sẽ em làm nha. Cảm ơn anh chị đã xem hết video, kính mời anh chị lên đơn ạ.